án phạt 150 triệu euro đối với Google. Sau cuộc điều tra kéo dài 4 năm, cơ quan giám sát cạnh tranh Pháp đã đưa ra án phạt 150 triệu euro dành cho Google vì cạnh tranh không lành mạnh và mập mờ trong quy định quảng cáo. Cụ thể, cuộc điều tra được bắt đầu sau khi công ty Media cáo buộc Google đã đình chỉ tài khoản quảng cáo của họ mà không thông báo trước. Giới chức Pháp còn cáo buộc Google đã lạm dụng quyền lực của hãng bằng cách thay đổi các điều khoản sử dụng và quy tắc quảng cáo theo ý muốn. Sau khi án phạt được đưa ra, Google cho biết sẽ kháng cáo án phạt này. Công ty Zipmedia cho rằng Google thiếu tính khách quan và dự đoán trong việc xác lập các quy tắc trên Google Ads. Với thị phần khoảng 90% trong kinh doanh tìm kiếm trực tuyến, Google có trách nhiệm cung cấp quyền truy cập công bằng vào dịch vụ Google Ads. Google cho biết họ đã chặn Zipmedia vì công ty này chạy quảng cáo cho các trang web lừa đảo, khiến người dùng mất tiền cho các dịch vụ có điều khoản thanh toán không rõ ràng. Tuy nhiên, phía công ty Zipmedia bác bỏ luận điệu này. H E V -L E L H M A N, luật sư của Zipmedia cho biết công ty chưa bao giờ bị kết án vì bất kỳ hành vi lừa đảo nào